Hello mọi người, lại là mình đây. Thì hôm nay là 1 tháng 8, là ngày phát hành của Blue Dior 2 và Bum Min 3 44 chứ. Đây nha. Thì hôm nay chuyện mình mua là ba quyển này nè. À, quyển này là mình được bạn bắt lại nha. Đây là quyển mà mình để sale, để sưu tập đó mọi người. Ok, thì hôm nay mình video này chủ yếu là để review Blue Dior 2 nha mọi người. Blue Dior hay nha. Thì đây là một trong những bộ mới đây của trẻ. Bộ này thì được đánh giá cao lắm mọi người ạ. Bên Nhật thì gần như là cháy hàng luôn á. Ở Việt Nam thì cũng vậy. Thì sau đây mình sẽ unsell và review nó nha. Thì mình sẽ đợi tới V3 để mình đánh giá tổng quát về bộ này luôn. Giờ thì chỉ mới V2 thôi, V3 thì trong tháng này sẽ ra luôn á mọi người. Ok, các bạn hãy cùng nha mọi người. Thì mình sẽ anh xe ở đây. Nên mình ít ngủ, mặt mình nó bị hết vô luôn mọi người. Sale này thì khá là đẹp nha, bạn nào mà muốn mua để dành sale á thì cũng ổn lắm. Để mình ok cái gì đó ok. Để mình tí nha mọi người. Thì ok. Đây nha, đây là quyển Blue Dior. Blue Dior lộn mọi người. Thì hoa tặng này là một cái bookmark nha mọi người. Để mình cho mọi người coi chi tiết hơn về quyển Blue Dior này. Thì đây nha, đây là quyển Blue Dior 2 của mình nha. Quyển này thì chất lượng quá đỉnh luôn mọi người ạ. Đây là bìa nha, bìa được cán mờ nha mọi người. Phần này được cán mờ nè. Phần tiêu đề thì được in nổi lên và in cán bóng nha mọi người. Thì như mình đã nói ở V1 á, cái bìa làm như thế này rất là ấn tượng cho người cầm á mọi người. Ngay cả phần tên ở cái chuyện cũng vậy luôn. Nhưng phần này là được in nổi hết luôn. Đây nha, đây là chuyện đây. Đây là bìa trong của chuyện. Thì trong của chuyện nghe là một mẫu chuyện nhỏ hoặc là một số thông tin về các nhân vật như là cô giáo này, về các khu chung cư của lạc bộ mỹ thuật nha, chàng trai thiên tài nè, cô nàng panda. Giấy này siêu 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 xịn luôn mọi người à. Như mình đã nói, giấy này thì cực kỳ mịn luôn, mịn mà còn trơn nữa mọi người. Mình không biết chính là cái gì luôn á. Đây, đây là thông tin nhân vật đây. Học sinh Minh chính nè. Chị Minh chính nè. Ôi, này là ôi con trai mọi người à. Tên thường gọi là Yuka, một cậu chàng mặc đồ nữ, là thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật. What the fuck. Đến á. Mình lúc đầu mình đọc còn tưởng là một cô gái cũng đen đó chứ. Khá là buồn. Mình định ghét chi này rồi đấy. Đây là hiện tại đây. À chị này. Cô giáo này. Ok thì mình sẽ đánh giá chung về bộ này nha. À, bộ này thì siêu siêu đẹp luôn mọi người. Chắc mình không cần review nhiều về nội dung bộ này đâu nhỉ. Nội dung bộ này thì hay nha mọi người. Thì đối với một người mà mê vẽ như mình thì chắc có lẽ là hay đó. Kiểu như mình thấy một phần gì đó ở trong bản thân của mình đó mọi người. Trong chính câu chuyện của nhân vật chính. Kiểu như hồi cấp 2 mình cũng
mông lung lắm. Tới lúc mà tìm được đam mê là trẻ hay là đọc truyện đồ á thì nó đỡ hơn một tí, mặc dù mình không có tài như anh Men thôi. Phần hết chuyện thì mềm nha mọi người, đây nha, chuyện in cực kỳ xịn luôn, hết chuyện mềm nha, dàn trang cũng ổn nữa, in đẹp nha mọi người. Chuyện lần này được in 15.000 quản nha mọi người, khổ 13x19. Phần keo chuyện thì ổn, tốt, không bị hở keo nha. Phần ghế chuyện thì tương đối bình thường thôi. Cái bút mắt đâu người ta? Đây đây đây, đây là bút mắt đây. Bút mắt này nếu bạn nhìn gần á thì nó sáng, nó bị bẩn bẩn á mọi người. Cái này không phải là do bẩn đâu nha, cái này là kiểu phong cách của nghệ thuật của cái bút mắt thôi. Hay mình nhìn mọi người tưởng nó bị bẩn hay không? Không có đâu. Thì đây là chủ đích của người ta. Bút mắt này cứng nha, dày nha mọi người, khá là cứng. Giá bìa bộ này là 48.000 nha mọi người, giá ổn. Với so với chất lượng thì giá này là quá ngon luôn. Dàn trang ổn này, hết chuyện được này. Bộ này là mình chấm hình thức là siêu tốt luôn đó mọi người, không có gì để chê luôn. Bìa đẹp nữa, 10 trên 10 nha. Nội dung thì 9 điểm nha mọi người. Nói chung bộ này bạn nào mà không mê vẽ thì có lẽ đọc hơi hơi chán thôi, nhưng vẫn đọc được nha, vẫn rất là cuốn. Giấy thì quá xịn rồi. So với phân khúc 48.000 thì mình nghĩ giấy này là xịn nhất trong các bộ luôn ấy. Kiểu xịn hơn cái IBM nữa. Tiếc là chuyện này không có trang màu thôi. Thì chap phôi 2 này sẽ gồm 1, 2, 3, 4 4 chapter nha mọi người. Ok, video tới đây của mình là kết thúc nha. Mình đang dự định lên video review bơ mình. Không phải là voi 4 không đâu, mà là toàn bộ các voi luôn. Đây nha, gồm có voi 2, 3 và 1. Thì lúc đầu mình định review từng tập rồi mọi người à, nhưng mình đợi 4 quyển để mình review tổng quát luôn. Ok, mọi người đợi video của mình nha. Bye mọi người.